chuyển cho em cái TV nhà đó. Chô đang là thép để lau nhà cho gì nheo. Nó mình phải cho hút cắp qua còn người ta thì ok. Anh dọn bớt này xíu nha, rồi dọn đẩy cái ghế vô kia luôn. Mai để đó anh em không? Mai chắc để cái bàn ngồi đó. Rồi mình đang giờ mình đang mượn cái khăn bàn chạy. Cái khăn trang giờ mình chuẩn bị chứ người mai em sợ lên không có đồ. Gì vậy? Đem lấy về phải không? Đem hết đi em, còn đồ gì đem hết đi. Nhiêu ơi, em đẩy ghế vô. Đẩy ghế vô. Bố cầm với tao xong rồi nha. Có cái gì đem để lại đi. Giờ mang cái sách office chưa có phải không? Mẹ ấy mình làm rồi, tao làm luôn, còn tao làm cái set up luôn, còn có thôi luôn. Bây giờ gọi chung luôn. Mày đang hát gì nheo nè, mai gì nheo khai trương nè. Này nè. Baby. Đâu nào đây? Học cái gì? Baby, bác Kiệt đang hát gì nheo, Jason đang phải chơi một mình, anh Châu đang clean up.